xin giới thiệu cho mọi người bộ phủ về 3 chi tiết. Mã sản phẩm là APPV0302 của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị kỹ thuật Alpha, do Alpha nghiên cứu và sản xuất. Thì đây là bộ phủ về chuyên sử dụng cho các hãng xe của Mercedes, cho các dòng xe của Mercedes. Chúng tôi nhận gia công, may và thiết kế cho các hãng xe VinFast, Hyundai, Toyota và một số hãng xe từ châu Âu. Thì chất liệu của bộ này được sử dụng da simili, bên trong có đệm mút để tránh va đập. Thì bộ này được chuyên sử dụng cho các xưởng dịch vụ sửa chữa để tránh chảy xước, va đập, cũng như là nâng cao mức độ sang trọng của xưởng. Anh chị và các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với số hotline trên màn hình hoặc gửi email, cũng có thể truy cập vào website. Nhân viên công ty chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn. Xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn. Và đây là những cái mẫu sản phẩm bên mình đã làm.